Những ngày này, không khí lao động trên các công trường xây dựng ở Lào Cai hết sức nhộn nhịp, khẩn trương để đảm bảo kịp tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Một trong những nhiệm vụ được các đơn vị thi công quan tâm thời điểm này là tăng cường các biện pháp phòng tránh COVID-19, tạo môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Tại công trình kè bờ hữu sông Hồng, các nhà thầu đang tập trung phương tiện, thiết bị, nhân công chia thành 3 mũi thi công, phấn đấu mức cao nhất thực hiện đảm bảo tiến độ chung của dự án. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và điều kiện làm việc khắc nghiệt ngoài trời, đơn vị thi công đã sắp xếp kế hoạch lao động hợp lý, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Trong thời gian dịch bệnh thì đơn vị cũng là đang tiến hành chia ca, chia kíp, tránh tình trạng tập trung đông người làm trùng một thời điểm để làm sao đảm bảo cái việc phòng chống dịch là tốt nhất. Trên công trường thì đơn vị cũng liên tục là nhắc nhở quán triệt các lao động là không được đi ra ngoài khi chưa được ban chỉ huy công trường cũng như là các tổ đội trưởng các bộ phận cho phép. Tại dự án xây dựng cầu Làng Giàng, số công nhân, kỹ sư và thợ xe máy khá đông. Công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn lao động càng được siết chặt. Người lao động được tổ chức thành các nhóm thi công tách biệt, mỗi nhóm tập trung không quá 10 người, thực hiện 5K, hạn chế đi lại và tiếp xúc bên ngoài, không đi đến các vùng dịch và theo dõi sức khỏe hàng ngày. Cùng với đó, nhà thầu luôn nêu cao trách nhiệm, nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm túc nội quy quy chế công trường. Luôn luôn là yêu cầu nhà thầu với công nhân là phải đảm bảo về công tác an toàn lao động và có tập huấn thường xuyên để cho công nhân là có ý thức nhiều hơn. Và đặc biệt thi công trên cao, chúng tôi là thi công trên cao là yêu cầu đặc biệt thi công phải tuân thủ. Đang dịch Covid-19 này thì là công trường đấy, là cũng tất nhiên là cũng đã triển khai tất cả các chỉ thị của chính quyền địa phương đến tất cả các anh tổ đội là tuân thủ tuyệt đối về công tác phòng chống an toàn dịch ra. Việc các đơn vị thi công nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn lao động sẽ là điều kiện để các dự án đảm bảo được nhân lực, duy trì được tiến độ thi công các hạng mục theo đúng mục tiêu đã đặt ra.